quý chị và các bạn đã đến với kênh Vlog Hoa Tiêu. Vlog Hoa Tiêu có một nhân vật mới muốn gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Một nhân vật mới nhé. Dạ con chị. Dạ. Dạ dạ một chút con cho ạ. Dạ. Đây Dinh. Nhớ nhà, nhớ nhà. Để một chút con cho. Dạ dạ một chút con cho. Thằng Đồng nhé, cô chú anh chị thôi các bạn, thằng Đồng tới. Đó, chị đâu rồi, nó chán. Dạ, chủ bao. Kêu chủ bao đi. Rồi. Xin chủ bao. Chủ bao mà. Ừ. Trời, mới mua một hồ hả, thị sĩ vậy? Kêu 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 kêu. Hả? Uống cà phê hả? Uống cà phê rồi, ăn sáng đi uống cà phê. Ăn sáng đi. Bắt tay cái lâu gặp quá. Sáng xong rồi hãy uống cà phê. Bắt tay với ông chủ anh. Bao Rồi, kéo xe vô, mời kéo xe vô. Mời vô. Không chiếc chế không xong á. Dạ. Nổi không? Nổi không? Không nổi cũng phải nổi. Không nổi cũng phải nổi. Đây là một nhân vật mới có tên là Thằng Đồng nhé cô chú anh chị. Đứt tay rồi, đứt tay rồi. Cái này à. Lấy đầu cưa đi. Ôi, cưa bỏ đi. Đây là ăn sáng. Ăn phở nha, hai bún bò. Ăn cái gì cũng được. À. Ủa sao đi bộ mình đâu nó bảo hiểm. Tại vậy á, tại cái em nó vậy. À. Đâu nó bảo hiểm đàng hoàng chứ cho nó chấp hành luật lệ giao thông chứ. Dạ, mua thuốc mà. Hả? À, đi giờ đi mua thuốc hả? Đi ăn ăn sáng rồi mua. Rồi hút uống cà phê luôn. Rồi chút rồi. À. Dạ. Mua thuốc hút nữa hả? Ừ. Bây giờ dạ mua kéo không? Dạ dạ thì con đi với chú. Chú năm nay nhiêu tuổi rồi? 51. 51. Chú cao mấy mấy? Coi cẳng không? Chú cao mấy mấy? Cũng bên ngon có cẳng nào ạ? Dạ dạ để một chút đi. Dạ. Chú cao mấy mấy chú? 51. 51. À. Dạ. Nhà chú ở đâu? Dạ dạ. Sao mình không mặc áo vô đi dậy nắng chứ nóng ghép mẹ à nóng nóng mình là không mặc áo vô. Dạ nhà mình ở đâu gần đây không chú? Không kia rồi à ở đây kia chú đi nhanh quá còn quay không kịp luôn. Chú rất là dễ thương nhé cô chú anh chị và các bạn. Có
rồi mình bây giờ mình ăn sáng ở đâu? Mày không đi mày vậy? Đây nhạc lớn không? No hả? Ăn sáng chưa? Ăn sáng chưa? Qua nhậu chứ em mày không? Qua nhậu à lon. Qua nhậu. Mình ăn sáng chưa? Sáng ăn sáng chưa? Ăn sáng đây tôi bao. Ơi. Ơi bán không tôi bao. Hay là uống cà phê? Ăn sáng hay là cà phê? Trời ơi. Dạ con xin lỗi. Kêu phê đi. Ngồi ngồi. Kêu mà ngồi đó đi, ngồi đi. Có ăn sáng không? Không phê đi ăn. Vâng thưa cô chú anh chị ông mến, đây là một nhân vật mới Thần Đồng nhé cô chú anh chị và các bạn. Có ăn không? Cá ơi. Quan cả, mình cho cả, chỉ quan làm gì đi. Ừ, cả, tiền tới bao? Mua nhầm mày, đậu mắm mày cả. Đậu bán. Ok. Đi đây. Tôi đi mua cho. Trời ơi. Hết ăn bánh mì chả cá hả? Dạ. Thằng Đồng thích ăn bánh mì chả cá nha cô chú anh chị và các bạn. Alo. Ngồi đi chú, ngồi đi. Rồi rồi bà nghe rồi. Uống cà phê phải không? Cà phê đá ha. Cà phê đá, cà phê sữa để con kêu. Hành động rất là dễ thương nhé cô chú anh chị và các bạn. Cái bóp có tiền không? Quan trọng không bóp. À. Có nhậu chưa? Chị quay. Sáng Hành Đồng uống cà phê nhé. Ăn bánh mì chả cá nữa. Hành Đồng đang móc tiền ra làm cái gì? Học về ạ. À, đó là cái móc móc cái gì ha? Móc này. À dạ. Cái bớt tiền để ở dưới. Hút hút ba số luôn. Chớ đâu. Đó ba số năm. Dạ. Ờ, cái này chữ không dám mà. À. Là cái giỏ này cái gù khác. À mình đi lượm như vậy tới mấy giờ? Sai thuốc à. Bánh mì. Anh vô tớp đi mua bánh mì cho Hành Đồng nhà cô chú anh chị và các bạn.
cô chú anh chị và các bạn hãy đăng ký cho kênh một like nhé. Thì kênh có động lực là tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn xem. Hành động uống cà phê. Thằng Đồng 51 tuổi rồi đó anh. Dạ. Tiêu chuẩn của em đây. Tuổi tấn cũng mang đấy, cũng mang chú. Tiêu chuẩn buổi sáng này là nước lá, cà phê, buổi sáng, khai chú, khai. Không hút lá mà sai hút hả chú? Chú rất là ít nói nha cô chú anh chị và các bạn. Chú rất là dễ thương nha.